Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và viết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài 28 tiết 1, đó chính là biến cố hợp. Còn ở trong tiết 2 cũng bài 28, đó chính là người ta được biết về học được về biến cố giao. Nhớ hợp đó chính là hoặc A hoặc B. Còn nếu mà biến cố giao á, thì đó chính là A và B. Thì cái phần biến cố giao này thường chúng ta sẽ lấy cái phần chung. Ví dụ như là biến cố hợp á, thì chúng ta là toán hoặc giỏi toán hoặc là giỏi văn ha. Thì các cái phần mà khi chúng ta liệt kê trong phần biến cố, chúng ta sẽ lấy xuất hiện một lần thôi. Còn khi mà chúng ta lấy biến cố giao thì chúng ta sẽ lấy gọi là cái phần gì, phần chung giỏi toán và giỏi văn đấy. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3, cũng là phần cuối cùng, phần lý thuyết của cái bài 28, đó chính là biến cố độc lập. Chúng ta khi mà chúng ta nghe từ độc lập, độc lập nghĩa là chả liên quan gì tới nhau, chúng ta hiểu nè, độc lập nghĩa là ví dụ A với B chả liên quan, chả ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như bây giờ nó là một thằng đi thành phố Hồ Chí Minh, một thằng đi ở Hà Nội, thì chả có liên quan tới thằng nào cả. Chúng ta hiểu nè, độc lập nghĩa là tự tác chiến với nhau, không liên quan gì với nhau, gọi là độc lập. Nghĩa là cái biến cố A và biến cố B khi mà xảy ra xảy xuất thì nó không ảnh hưởng gì đến nhau cả, nó không ảnh hưởng gì cả. Các em hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi xem ở cái hoạt động 3 em nha. Ta đi xem hoạt động 3. Hai bạn Minh và Sơn mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc, cân đối đồng chất, xét hai biến cố sau. Đây, xúc xắc này. Đó. Học thì thầy luôn luôn biết con xúc xắc này ở đâu không? Đó chính là trong cái trò, cái bộ môn chơi trò cờ cá ngựa của đứa con của thầy, thằng cu nhà thầy. Thầy lấy, thầy để ở đây luôn, thầy dạy. Cứ tới xác suất là phải còn tới cái thằng này em. Rất là quan trọng. Tại vì trong cái đề bài xác suất, người ta rất là hay ra cái việc mà gieo con xúc xắc này. A này, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số chẵn. Số chẵn đúng không? Số chẵn thì các em nhìn nè, ở trên con xúc xắc này số chẵn đó chính là số 2 này, đúng không? Số chẵn là số mấy nữa? Số 1 thì cũng thể số chẵn là số 4 này, đúng không? Và cuối cùng là chính là mặt gì? Mặt 6 này. Thấy chưa? Mặt 6 này. Đấy. Ok. Chứ 1, 3, 5 thì không thể nào chẵn được. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3. Số chia hết cho 3 thì nó chỉ có mấy, mấy khả năng xảy ra, đó chính là mặt 3 và mặt mấy? Mặt 6. Đúng không? Mặt 3 này. Đây, 3 chấm là mặt 3 chia hết cho 3 này, và mặt mấy? Mặt 6 này. Thấy chưa? Như vậy thì ở đây người ta nói là việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B hay không? Tất nhiên là không, không ảnh hưởng gì cả. Không, ở đây chúng ta kết luận là không ảnh hưởng nha. Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố B có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A hay không? Cũng không, không ảnh hưởng gì cả. Như vậy thì hai cái biến cố này nó xảy ra mà nó không ảnh hưởng với nhau, nghĩa là A không ảnh hưởng tới B và B cũng không ảnh hưởng tới A, thì chúng ta sẽ kết luận A và B đây chính là các biến cố độc lập với nhau. Hiểu chưa? Vậy đó. Rồi. Đây nghe. Mà giải thích nghe. Đó. Ok chưa? Rồi, ta sẽ đi xem phần lý thuyết. Cặp biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng nhé. Nếu mà nó ảnh hưởng với nhau thì không thể nào độc lập được. Mà nó không ảnh hưởng thì chắc chắn là độc lập tới xác suất xảy ra của biến cố kia. Chú ý, nếu cặp biến cố A và B độc lập thì các cặp biến cố A và biến cố đối của B và biến cố đối của A và B và biến cố đối A và B cũng độc lập. Nhớ A thì cái thằng A gặp này gọi là biến cố đối, thằng này là biến cố đối nha, biến cố đối của biến cố A, biến cố đối của biến cố A. Thầy lấy ví dụ thầy nói là biến cố A là biến cố mà các cái mặt đó chính là xuất hiện, nó là số chẵn, thì thầy nói biến cố đối của biến cố A thì nó chính là các mặt
xuất hiện là số liệu, ví dụ chẳng hạn. Hoặc là ví dụ biến cố A là biến cố mà các cái số xuất hiện là các cái số chia hết cho 3, thì biến cố đối này thì nó lại chỉ là không chia hết cho 3. Hoặc là ngược lại, ví dụ biến cố đối biến cố A là số không chia hết cho 3, thì biến cố đối này sẽ là số chia hết cho 3. Bây giờ chúng ta đã hiểu về biến cố đối chưa, rồi biến cố độc lập chưa? Ok chưa nào? Rồi tiếp tục nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần ví dụ 3 các em nha. Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Ta hình dung cái này. Đây, để thầy sẽ vẽ rồi phân tích. Tại vì những phần này á, thầy phải chỉ ở cái ví dụ để chúng ta hiểu. À, trong đây có 4 viên bi màu đỏ đúng không? Thầy cũng sẽ vẽ để chúng ta thấy. Ví dụ 4 viên này, thầy tô thì biểu thị nó là màu đỏ nha. Đây là màu đỏ này, đây là đỏ này. 5 viên bi màu xanh thì thầy không tô. Rồi, như vậy tổng cộng đây là có mấy? Tổng cộng đây là có 9 viên, tại 4 đỏ cộng 5 xanh, có cùng kích thước và khối lượng này đó. Bạn Minh lấy ngẫu nhiên 1 viên bi, nghĩa là lấy ra 1 viên từ 9 viên này. Ghi lại màu viên bi được lấy rồi trả lại viên bi vào hộp. Tiếp theo, bạn Hùng lấy 1 viên, cũng nghĩa là cả hai bạn làm mỗi bạn lấy 1 viên sau đó trả lại nha. Còn lấy bao nhiêu lần thì chưa biết. Xét hai biến cố sau. Minh lấy được viên bi màu đỏ. Như vậy thì ở đây bạn Minh lấy ra xác suất mà viên màu đỏ, ở trong đây có mấy viên đỏ? Trong đây có 4 viên đỏ và có 5 viên xanh ở đây, trong đây 5 xanh và 4 đỏ. Như vậy thì Minh lấy được viên đỏ thì cái xác suất là có mấy? 4 này. Hùng lấy được viên bi màu xanh là có mấy? Có 5. Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập. Đúng nào? Như vậy thì cái màu viên bi ấy, thì nó có ảnh hưởng nhiều. Nghĩa là tổng ở đây là mấy viên? Tổng đây là cái 9 viên. Thì cái xác suất mà mình lấy được màu đỏ thì 4/9. Cái thằng này lấy màu xanh sẽ là 5/9. Đúng không? Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi và không trả lại hộp. Lấy ra mà không trả thì chứng tỏ nó sẽ còn lại là 8 viên. 9 mà lấy ra 1 thì còn 8. Tiếp tục, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau. Sơn lấy được viên bi màu đỏ. Thì cái viên bi mà bạn Sơn lấy ra mà không trả vào hộp. À, không trả vào hộp nha. Ở đây người ta chứng tỏ hay C. Ở đây người ta đã giải em rồi. Giải rồi thôi. 5/8 đi chứ. Nghĩa là khi mà lấy một viên bi ra mà không trả thì chứng tỏ omega ở đây cái không nhân mẫu ta chỉ còn lại là 8 thôi. Đó, 8. Ha. Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm cho em một phần nữa, đó chính phần luyện tập 3 nó là xong nha. Đây xem phần luyện tập 3, ở đây người ta hỏi đây. Trở lại tình huống trong hoạt động 3, xét hai biến cố sau. E, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh là số nguyên tố. Số nguyên tố em. Như vậy thì E là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh. Gieo là số nguyên tố. Số nguyên tố ở đây sẽ là 2, 3 và 5. B, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc chia hết cho 3. Nếu mà chia hết cho 3 thì nó sẽ là 3 với lại 6 đúng không? Hai biến cố E và B độc lập hay là không độc lập? Các bạn biết không? Như vậy thì ở đây người ta hỏi các em là hai biến cố E và B có độc lập hay là không độc lập? Thì em là độc lập hay không độc lập? Như vậy thì ở đây chúng ta tính xác suất này. Để tính xác suất của biến cố E á, xác suất của biến cố E. Biến cố E thì có mấy khả năng xảy ra? Omega ở đây chúng ta là từ 1 tới 6, nghĩa là ở trên con xúc xắc của chúng ta này. Trên con xúc xắc chúng ta là có 6 mặt, nghĩa là ở đây là 1 2 3 4 5 6. Đúng không nào? Nhưng mà xác suất của biến cố E ở trong đây, trong 6 mặt này thì nó khả năng xảy ra là 1, 2, 3, 5, nghĩa là 3 mặt. Như vậy nó sẽ là 3/6, ở đây sẽ bằng là 1/2 này. Còn xác suất của biến cố B ở đây nó gồm có 1, 2 mặt xảy ra thì nó sẽ là 2/6, như vậy đây sẽ là 1/3. Có đúng không nào? Đó. Em hiểu nào? Như vậy thì nếu E mà xảy ra, nghĩa là biến cố E này xảy ra, nghĩa là cái gì xảy ra? Nghĩa là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc của bạn Minh gieo là số nguyên tố. Nếu điều này là xảy ra, em hiểu nào?
Tức là số trắng xuất hiện trên con xúc xắc. Bạn Minh gieo là số gì? Số nguyên tố. Mà trong khi đó, vì Minh và Sơn mỗi bạn có mấy con xúc xắc, có một con xúc xắc, và gieo xúc xắc là đồng thời, nên là số trắng xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo có thể là một trong các cái số là từ 1 tới 6. Đúng không nào? Thì trong đó chắc chắn nó sẽ xảy ra là hai cái số, đó chính là gì? À, số gì? Số 3 và số 6. Như vậy thì xác suất của biến cố cô B của chúng ta sẽ là 3 và 6. Còn nếu E không xảy ra thì nó vẫn là 3 và 6. Như vậy B như vậy thì biến cố B nó không thay đổi bởi việc xảy ra hay là không xảy ra đối với biến cố E. Và ngược lại, chúng ta giải thích ngược lại đối với biến cố E nha. Hiểu chưa nào? Như vậy thì chúng ta kết luận là độc lập em nha. Hai thằng này là độc lập với nhau. Cái chỗ mà cái phần 3 biến cố độc lập này thì nó hơi khó hiểu hơn so với cái phần 1 biến cố hợp và phần 2 là biến cố giao. Các em nha. Nên chúng ta cũng cố gắng. Độc lập nghĩa là nó không liên quan, nó không ảnh hưởng gì tới cái xác suất xảy ra của biến cố này đối với biến cố kia. Vậy đó. Thì thế nào? Thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Về phần trả lời cho cái phần luyện tập 3 thì thầy chuẩn bị sẵn đây. Được chưa? Rồi, trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập game nha. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngò. Ok. Hồi đang đẹp game. Đẹp luôn.